xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo là có lọc VIP của chị Thu Trương. Chị là từ Đà Nẵng bay vào nha quý khách nha. Thì hôm nay là có dịp vô rồi ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo những cái sản phẩm rất là đẹp quý khách ơi. Chị thì mỗi khi là ở Đà Nẵng thì chị hay ủng hộ em qua mạng nha, chị mua online. Thì hôm nay là vì quá mê cô chủ cho nên là chị mua vé máy bay vô nè, vừa thăm cô chủ nè, rồi thăm tụi em và ủng hộ tụi em rất là nhiều sản phẩm luôn. Đây, giới thiệu cho quý khách những sản phẩm mà chị đang đeo trên tay nha. Đây, đeo hết quá đẹp quý khách ơi, xi men nè. Cái này là đeo sáng chiếu luôn nha. Trên tay chị đang đeo là 3 bộ xi men nha quý anh chị nha, rất là sáng luôn, quá trời đẹp. Cái này là đeo về mấy chị bạn mà khen đẹp và giới thiệu cho em nữa nha chị nha. Trời ơi, quảng cáo nguyên cái Đà Nẵng luôn vậy. Dạ. Đây, rồi nhẫn nữa nè quý khách nè, nhẫn chị mua của em luôn nè quý anh chị. Nhẫn khôn dài nè, xuất sắc quá ha. Rồi hột xoàn nhân tạo nè. Thôi đỉnh quá trời đỉnh luôn. Mua nhiều lắm, thì chỉ khoe mà một cái mâm hàng của chị là nhìn là toàn là hàng xuất sắc không. Rồi nhẫn rắn nữa nè quý anh chị, nhẫn khôn dài nha. Đó, đẹp chưa? Hay cái này chị Trương đem món nào? Chị Thu đem món nào? Có vừa vô luôn hả? Không vừa mà mua đâu bé xíu nè. Rồi mua vì đam mê nha quý anh chị. Mua đam mê nha. Mua đam mê. Nhân viên đây dễ thương lắm. Dạ. Mọi người tới Kim Thành Thảo một bữa nghe. Dạ. Thành Thảo cho biết đồ quá trời nhiều luôn. Đây, dây nữa nè, dây ủng hộ em dây nữa quý anh chị. Dây dài 6 tấc nha, khoan lạc. Rồi, ngoài ra là ủng hộ em thêm dây di mì. Di mì với lại mặt con khỉ cũng dễ thương lắm. Cưng lắm. Rồi, quý khách mà thấy nguyên cái mâm đồ của chị mua nha. Trời, mua đồ nhiều lắm, mua đồ đẹp lắm luôn á. Hai năm nay là mua ủng hộ Kim Thành Thảo thôi. Từ ngoài Đà Nẵng mà mua vô đây mua ủng hộ em á. Nè, bây giờ ha, em rất là cảm ơn chị đã đến hộ em. Rồi em cũng muốn là chị có đôi lời phát biểu về tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Ok. Dạ. Rồi. Rồi các chị em ai mà đam mê vàng, muốn mua vàng thì ghé tới tiệm Kim Thành Thảo một bữa. Nói chung mấy đứa nhân viên rất là dễ thương, nhiệt tình, tiếp đón. Bà chủ quá tuyệt vời, ngày nay bà chủ đi vắng rồi, không được chụp hình với bà chủ. Đam mê quá bay từ Đà Nẵng vô đây nghe. Dạ. Đó, ngoài Đà Nẵng không thiếu tiệm vàng đâu đó, mà vô tới đây mua đó. Đó. Nói cho mấy chị em người nào mà mê vàng, thích vàng thì vô đây là ghé ủng hộ Kim Thành Thảo nha. Kim Thành Thảo là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú nha quý khách nha. Mong là quý khách một lần đến ủng hộ tiệm em và sẽ tạo những cái sản phẩm đẹp. Rất là cảm ơn chị Thu Trương đã phong ngại đường xá xa xôi này đến ủng hộ em. Em hứa là lần sau mà nếu chị có dịp vô là sẽ bù đắp hơn bây giờ nữa. Đặc biệt là okay. Cô chủ. Nhân viên đây dễ thương lắm cả nhà nghe. Dạ. Ai mà có đam mê vàng nó có vô ủng hộ Kim Thành Thảo. Đó, dạ rồi. 209 Tân Hương ha. Dạ. Dạ. Tiền đây nhiều quá rồi. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Okay, dạ. Cảm ơn nè. Em chào quý khách hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo là có lọc của gia đình chị Yên ha. Gia đình nhỏ của mình là hôm nay đến ủng hộ em nè quý khách nè, rất là đẹp luôn quý khách ơi. Hôm nay là hai vợ chồng đều mua ủng hộ em luôn nha quý khách nha. Đầu tiên là chị chọn một cái lắc là vàng nữ trang 980 nha quý anh chị. Trọng lượng lắc này là 5 chỉ hơn xíu ha, và một chiếc nhẫn hoa mai 5D luôn. Cái phâm này là phâm bọng nè, hoa có 8 phân 7 vàng mà nhìn nó đẹp lắm, nó rộ luôn nha quý khách nha. Là vàng 980 nha quý anh chị nha. Mẫu nhẫn này là nhà em có từ 5 phân trở lên 3 chỉ, hoa to thì là to luôn á. Rồi, vàng công ty 610 thì hôm nay là anh chị mua ủng hộ em nè, lắp thẻ hàng rào. 3 thẻ rồng nổi nha. 3 thẻ rồng nổi nè. Rồi một cái sợi dây mắc nai. Dây mắc nai ống rồng kim tiền ha. Này, ống rồng vừa kim tiền luôn. Sợi dây mắc nai này trọng lượng 8 chỉ hơn với lại một cái mặt đá di lặc ha. Cái này là đá đỏ, đẹp lắm. Đó, nó tạc tượng rất là rõ nét ha. Ông Di Lặc là cười tươi rạng rỡ luôn nè. Rồi một chiếc nhẫn nam nữa nè quý khách. Nhẫn nam tứ linh nha, long lân quy phụng ạ. À, nhà em là có đủ màu luôn nha. Trọng lượng chiếc nhẫn này là 4 chỉ hơn, gần 5 chỉ nè. Phong nhẫn tứ linh này là em có từ 3 chỉ đến 6 chỉ nha. Hột cỡ nào cũng có, hột đẹp lắm nha. Đủ màu và đủ size luôn. Rồi, tất cả những sản phẩm mà hôm nay gia đình anh chị mua ủng hộ tiệm á, thì có giá trị là cỡ khoảng 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 120 triệu nha quý khách nha. Rồi, cái này để hộp luôn. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo.
Trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo là có lọc siêu VIP của vợ chồng chị Huệ ha. Hai anh chị là ở quận Tân Phú này luôn. Thì hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo nè, một cái lắc hàng cao cấp siêu phẩm nha quý khách nha. À, khẳng định với quý khách hàng là trên thị trường này những cái lắc này là số lượng có giới hạn nha quý anh chị. Chỉ có những cái tiệm lớn như em thì mới làm ra mấy cái mẫu mà cái nó là to, bự và độc lạ như vậy nè. Đây là một cái lắc hoa 5D, cái này là khuôn Hồng Kông nha, hàng cao cấp thiết kế nha quý anh chị. Lắc này có trọng lượng là 5 cây vàng ạ, 5 cây. Phong lắc này là nhà em có từ 5 chỉ cho đến 5 cây ha. Quý khách có muốn nặng hơn vẫn được luôn, là bên em có đặt riêng cho khách hàng luôn, thiết kế theo mẫu của khách luôn. Đây, từng cái hoa của nó là làm 3 tầng nha. Đẹp lắm, đúc đặc luôn nha quý anh chị, cầm rất là nặng tay. Bản là cỡ khoảng là 4 đến 5 phân nha. Đây, một cái lắc 5 lượng. Tiếp theo là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là phải nói là siêu đẹp rồi. Cái hoa nó nở to, nở rộ luôn á nha. Một phong nhẫn như vậy là trọng lượng của nó là gần 3 chỉ nè. Cái này là khuôn Hồng Kông luôn, hàng bọng, đeo đẹp lắm. Phong từ 8 phân trở lên nha quý anh chị nha. Rồi, cái này là cái một sự may mắn á, là chị mua, chị đeo vừa y bon luôn, không có cần chỉnh sửa luôn quý anh chị. Rất là hên luôn, cái này là kiểu như là nó sắp đặt sẵn, sinh ra là để dành cho chị. Đây, đây quý khách nhìn cái nhẫn của em là đẹp lắm nha, ánh kim 7 màu đàng hoàng nha. Đây, vừa vặn luôn, đẹp từng chi tiết. Hai sản phẩm hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là 280 mấy triệu, gần 290 triệu nè. Hai sản phẩm này thôi, chất lượng đẹp và độc lạ luôn. Em rất là cảm ơn chị Duyên hôm nay đến ủng hộ em ạ. Dạ, ok. Em chào khách yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, chiều hôm nay là em đón tiếp chị Ngọc. À, hôm nay là chị ra lấy 5 bộ xi men nha quý khách nha. Thì cái mẫu xi men kim cương chị đeo nè, hàng này là hàng ống đặc nha. Em đặt riêng cho chị, trời xuất sắc cho quý anh chị. 5 bộ mà đeo có 1 phút nữa xíu à. Tại chị thích cái nào mà nó chất lượng, mà nó cái chung không phô trương á. Đây, 5 bộ nha, 28 dòng à, đúng rồi, 28 dòng nè quý khách nè. 40, à quên 4 bộ chứ. Xài quá xài rồi. Này là hàng móc máy kim cương siêu siêu sáng luôn nha quý anh chị nha. 4 bộ này trọng lượng của nó là gần 2 cây vàng. Thường á, là những hàng xi men này 4 chỉ mấy thôi, mà chị đặt riêng là đặt nặng cho chị á. Này, quá sáng, xuất sắc luôn. Cỡ khoảng là 70 triệu hơn nha quý khách nha, 70 triệu. Rồi, cảm ơn chị yêu hôm nay đến hộ em nhiều nhiều. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. À, sáng hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc xe duyên cho vợ chồng chị Ngân. Thì hôm nay là hai anh chị đến ủng hộ em bộ dàn cưới nha quý khách nha. À, bộ kiềng và bộ dây. Đây, rất là đẹp luôn. À, kiềng thì có là kiềng chạm nè, với lại một cái dòng chạm. Kiềng 2 chỉ nha, dòng 1 chỉ. Đẹp quá trời luôn. Đó, 3 chỉ là bộ này nha quý khách nha. Vừa túi tiền quý anh chị luôn. Rồi bên này thì là dây và lắc. Dây thì nặng 3 chỉ ha. Lắc thì là 2 chỉ. Với lại đôi bông 1 chỉ là 6 chỉ nè. 6 chỉ với 3 chỉ bên này là cỡ khoảng 9 chỉ nè quý anh chị. Một bộ vàng nhiều sản phẩm như vậy mà có 9 chỉ vàng thôi. Vừa đẹp mà vừa đầy đủ lễ nghi luôn nha quý khách nha. À, tổng sản phẩm bộ này là có giá trị 53 triệu nha quý anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Là mong là quý anh chị một lần để đến tiệm vàng Kim Thành Thảo. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, sáng hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc của chị Tú ha. Hôm nay là đến hộ em bộ vàng Italy 750. À, nhẫn bông tai nha quý khách nha, rất là dễ thương. Cái này là mẫu đá emerald này quý anh chị ơi, xuất sắc chưa, đẹp lắm luôn á. À, nhìn nó kết những cái viên đá quá trời đẹp rồi. À, một chiếc nhẫn như vậy trọng lượng của nó là 4 gram nha. Rồi một đôi bông nữ hoàng cũng là đá emerald luôn nha quý khách nha. Đây, một đôi bông này đeo đi tiệc là hết sảy. Cái này là nhà em có đủ size nha, size này cũng dạng là size vừa thôi nha, còn lại lớn nữa, lớn nữa, đẹp lắm. Bông này là 6 gram hơn nè quý anh chị. Rồi thêm một đôi giả xoàn. Cái mẫu này là mẫu thuộc chủ là hột xoàn nhân tạo nha. Có thể là thay hột xoàn thiên nhiên vào bản đường nha quý anh chị nha. Đó, đôi bông này thì 3 gram 76. 3 sản phẩm hôm nay chị mua ủng hộ em thì có giá trị là 21 triệu 700. Chị đeo sản phẩm nào không? Dạ, đeo bông bông sáp ha. Ok, để lát em đeo cho chị. Còn này bỏ hộp. Em cảm ơn chị hôm nay đến hộ em nha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp ba gia đình của cô Phường. Thì cô chú hôm nay là đến ủng hộ em nè. Những cái mâm hàng sản phẩm này, cái này là để cưới dâu đúng không cô? Cưới dâu nha quý khách nha. Thì nhà em là bán vàng nào là cô chú ủng hộ hết. Nó là vậy luôn á. À, vàng 980 nè, xi men với lại vàng Italy luôn nha.
Đây, giới thiệu cho quý khách xem cái bộ dàn cưới mà hôm nay cô chú chọn nè, tính nó là cực kỳ xuất sắc luôn. Với mong muốn là rước dâu về là rước sự may mắn về nhà ha. Đây, cho nên là cô chọn một cái sợi dây, đây là long phụng sâm vầy con đàn cháu đóng nha quý anh chị nha. Cái này là vàng công ty 980 nha quý khách, đẹp lắm. Phải nói là hàng xuất sắc luôn. Mẫu chạm nè quý khách nè, nhìn nè rất là rõ nét ha, một bên là long, một bên là phụng. Rồi làm trái tim song hủy đó nha. Đây, sợi dây quá xuất sắc, hàng thiết kế nha anh chị. Một lượng hai vàng sợi dây này nè. Đây, của Hài Môn cho cô dâu là quá xịn sò luôn. Rồi, một cái kiềng. Kiềng là cũng là kiềng chạm long phụng luôn nha. Kiềng này 5 chỉ nha quý anh chị. Chất lượng vô cùng luôn. Đó. Kiềng chạm ha. Rồi một cái lắc hoa mai. Hoa mai là may mắn, rước dâu về là rước sự may mắn về nhà nha. Đó. Rồi, và một cặp nhẫn cưới yên ương. Nhẫn cưới này cũng là long phụng luôn nha quý anh chị. Chạm long phụng luôn. Rồi. Đó, mở đầu nha. Tiếp theo là một cái bộ xi men vàng công ty 610. Bộ xi men này là bản 4 ly có khóa, móc máy nha quý anh chị nha. Đó, hàng xi men này thì bộ này là trọng lượng của nó là cỡ khoảng một cây hơn á quý khách. Này. Sáng quá trời luôn. Xi men này là một cây hơn nha. Rồi. Bên này là một bộ vàng Italy. Đây vàng Ý nha. Ý. Vàng Ý này là một cái sợi dây xoắn lá nè. Sáng quá trời. Đó, một cái lắc rút bi thương hiệu ha. Và thêm hai đôi bông nữa. Hai đôi bông khoen dễ thương lắm, đeo nhẹ nhàng dễ đeo. Đó, quá đẹp luôn. Sáng quá trời. Rồi, ok. Để con sẽ bỏ hộp hết cho cô chú luôn ha. Để hộp hết nha. Dạ. Tất cả những sản phẩm mà hôm nay gia đình cô chú mua ủng hộ tiệm vàng Kim Thảo là có giá trị 218 triệu nha quý khách nha. Đó, bao nhiêu sản phẩm đây, 218 triệu nè. Quá đẹp. Rồi, con rất là cảm ơn cô chú hôm nay đến ủng hộ tiệm con ạ. Dạ. Dạ. Sáng hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc của chị Nguyệt nha quý khách nha. Hôm nay là chị đến ủng hộ em xi men ạ. Xi men mẫu mới, em mới vừa về luôn nè quý khách nha. Hôm nay là chị Nguyệt ủng hộ em hai bộ xi men logo thương hiệu. Cái này là bản 4 ly nha. Mi 56. Hai bộ là 14 dòng này quý anh chị nè. Có trọng lượng là một lượng 3 chỉ 3/3. Rất là sáng luôn ha. Bộ này tính giá trị tiền là 47 triệu nè quý anh chị nè. Vừa đẹp mà vừa đeo vừa vặn luôn ha. Rồi em gửi hóa đơn. Cảm ơn chị Nguyệt hôm nay đến ủng hộ em nha.